Xin bánh chào quý vị và các bạn đã trở lại với LTK Bonsai. Hôm nay mình xin giới thiệu một số cây kiểng tại điểm bán cây kiểng của Lợi Nguyên ở quận Môn, thành phố Cần Thơ. Rồi, chào chú Tuấn, chào bà con trên mọi miền Tổ quốc đang xem kênh LTK Bonsai. Hôm nay thì cũng có về một số cây, ví dụ như là tử đằng bonsai cây thần chậu nha bà con, cây đã có qua nha. Và một số cây hải châu thành phẩm, cũng nhiều loại cây kiểng trên rừng nha. Rồi, em cũng xin cảm ơn trong thời gian qua bà con đã ủng hộ em nha. Số điện thoại của em là 0772 877278. Đây, cây đầu Facebook luôn ha. Rồi đúng rồi. Đây, cây đầu tiên là cây số 1C. Đây, cây này là cây hoa tử đằng nha bà con. Tử đằng. Đây, hoa tử đằng đang có hoa, đang có lên nụ hết rồi nha. Này trồng rồi bonsai rồi đó. Cái này người ta trồng cũng khoảng 7 8 tháng nha bà con. Cái loại này tại vì nó rất là già cây. Rồi, cái thằng nó đây hả? Đúng rồi, đây bông ở đây. Thằng đó, nó xù xì này nó rất là già cây nha. Do đây, nó lên chậu nó nhỏ vậy. Đúng rồi, nó nụ rất là nhiều lớn nha. Không? Cái này nó còn lớn nha các bà con. Nó lớn theo cây nha. Cái cây mình to thì bông nó sẽ dài thêm nha. Đây, bông ở đây rất là gọn luôn nha. Rồi, đây cái loại này thì về bà con chỉ cần xiết nước thôi, để già cây xiết nước là cây sẽ có hoa nha. Đây, rồi đo thông số đi. Rồi chiều cao này của nó là 65. Rồi, tán lá của nó là 65 luôn nha. Đây, cái thằng mấy cái này thằng nó rất là quái nha bà con. Cái xù xì mà liền nguyên bệ nha. Cái bệ này của nó là 58. Rồi đó thằng ngoài kìa. Đây, thằng một cốt này ha. Đây. Rồi cái cốt này của nó là 25 nha. Rồi xe chậm chậm đi. Đây 25 nha bà con. Đây hoa tử đằng. Rồi coi tay cành. Đây, loại này chỉ cần mình xử lý nó thì sẽ có bông quanh năm nha. Rồi, đây. Rồi cây số 1C cái này em cũng không chích chậu nha. Cái này có giá là 2,6 triệu. Đây em bao gồm phí ship luôn nha. Nhưng mà chậu này em sẽ thay chậu nhựa cho bà con được nha. Chậu này chậu xi măng. Rồi cái bông nó còn lớn nữa. Rồi bông nó còn lớn nha bà con. Mình về mình chỉ cần chăm sóc bình thường thôi, khỏi cần phân thuốc nha. Rồi. Đây cây số 2. Đây cái này cũng là cây tử đằng này em chưa lên chậu nha. Đây cái này thì nó liền nguyên một bệ luôn, một cụm gừng nha. Đây nó cũng có nụ hết rồi nha bà con. Này nó có đang lên nụ lên bông hết rồi nha. Chiều cao này của nó là 38. Đây. Tán lá của nó là 55. Đây, nguyên quỳnh bệ này nghe là 95 nha bà con. Nó lên được khoảng bao lâu? Đây 95 nha. Cái này khoảng tầm chừng 1 tháng ngoài trở lại thôi nha bà con. Mới lên chậu khoảng 1 tháng ngoài phải không? Rồi đúng rồi, này thì nuôi người ta nuôi phải này cũng khoảng 5 6 tháng rồi nha. Rồi. Loại này người ta nuôi xong 5 6 tháng rồi. Này về bà con có thể thay cái chậu khác ra nha. Thay cái chậu rồi đông cái đế lên nha bà con. Còn mấy cái thân nữa kìa. Đây, cái này nó liền nguyên một bệ rất là đẹp luôn. Nhưng mà người ta trồng cụm gừng, còn mình về mình trồng theo kiểu mà dáng dựng rất là đẹp nha. Đây mình có thể thay cái chậu khác. Rồi cây tử đằng này. Đây nó có nụ lên nha bà con. Lên nụ hết nha. Đây cây số 2. Rồi cái này có giá là 2,2 triệu. Đây 2,2 triệu em bao ship cho bà con luôn nha. Rồi. Rồi cây số 3. Đây cái phôi nó gì đây nha. Người ta nuôi với gần 6 mấy tháng thôi là sẽ có hoa nha bà con. Đây mình cứ để thiên nhiên tự nhiên thôi. Chỉ cần lá nó già, thân nó già thì bà con có thể lặt lá để xiết nước đó. Đây là nó sẽ có bông. Đây, thằng này sụt xì nha. Chiều cao thân này của nó khoảng 20 nha. Đây còn cái chiều dài hình này thân này của nó là 46. Đây. Tổng hoành bệ của nó là 75. Rồi. Đây nguyên hoành bệ 75 nha. Rồi. Đây nó đâm chồi nha bà con. Đây đâm chồi sống khỏe nha. Rồi. Đây cái đọt nó màu đỏ nha. Rồi cái này có giá là 2 triệu. 2 triệu em bao ship cho bà con luôn nha. Đây mã số 23C. Rồi đây kế tiếp là 4C. Đây một cây tử đằng rất là quái luôn. Đây cái đọt nó màu đỏ gì nha bà con. Này nó mới đâm đọt thôi. Đây. Cây 4C, chiều cao của nó là 35. Đây cái tán ngang này là 42 nha. Đây cái hoành bệ vị trí này của nó là 60 64. Đây. Những cái này đều sống khỏe hết rồi con cứ yên tâm nha. Loại này thì nó cũng rất là dễ sống. Đây này mới lên đọt thôi nha bà con. Đây 4C cái này có giá 2,1 triệu. Đây 2,1 triệu em bao phí cho bà con luôn nha. Đây cái này thì nó thần chậu rồi đây. Đây người ta chơi bonsai để bàn nha. Nó có hoa đang lên hoa hết nha bà con. Loại này thì chậu này chậu sành. Rồi chiều cao này của nó là 35. Rồi chiều dài là 50. Đây cái này thuộc dạng như là cụm gừng nha. Đây bông ở đây. Đây nó nhiều chuỗi bông nha bà con. Đây bông đây. Rất là nhiều luôn nha, đây còn găng nụ nữa nha. Đây, tổng hoành bệ này của nó là hoành bệ là 50 nha bà con. Hoành bệ thân tổng là 50 nha. Cái này em sẽ giao lưu em cũng ship chậu rồi cho bà con luôn nha. Chậu này chậu kiểu nha.
Đây, cây này có giá là 1.600.000 bao gồm phí ship cho bà con luôn nha. Đây, cây tàng đa. Rồi, kế tiếp là cây 9C, cây 6C. Đây, cây này lên nụ với chuỗi nó ra rất là nhiều nha. Đây, nó ra như là lộc dừng mình nha bà con. Chiều cao của nó là 55. Rồi, tán lá của nó là 60. Tổng nguyên hoành bệ của nó luôn nha là 58. Đây, cái này nó liền bệ hết nha bà con. Đây. Rồi, thân nó có 10 thôi. Bà con thích chơi cụm gừng là lựa mấy cái này chơi rất là đẹp nha. Đây, chuỗi nó lên đây nha bà con. Đây, đúng rồi. Giờ chỉ cần là mình tưới nước nó thôi nha. Mình dưỡng nó bình thường thôi là cây sẽ nở qua nha bà con. Cây 6C. Rồi, cái này có giá là 1.700.000 bao gồm phí ship cho bà con luôn nha. Cái này em cũng sẽ ship chậu luôn. Rồi, cây số 7C. Đây, chậu tàu nha bà con. Rồi, đúng rồi, mấy cái này giờ đều có qua hết nha. Cây nào cũng có qua hết nha, nếu mà về bà con không có qua thì cứ trả lại cho em. Đây, mỗi cây đều có nụ hết. Chiều cao của nó là 42. Rồi, cái tán lá chiều dài này của nó là 75. Đây. Tổng nguyên hoành bệ là 80. Đây, hoành bệ là 80 nha. Đây, mình một thời gian sau mà qua tàn thì mình chỉ cần xiết nước đó thôi. Sẽ có bông. Rồi, cây số 7C. Cây này cũng có giá là 1.700.000 bao gồm phí ship cho bà con luôn nha. Cái này em cũng sẽ ship chậu cho bà con luôn. Đây, cây 8C. Đây, cây này cũng có nụ luôn nha bà con. Mỗi cây đều có nụ qua hết nha. Qua nó thòng xuống nha bà con, rất là đẹp luôn. Rồi, chiều cao của nó là 42. Tán lá là 65. Đây. Đây, nụ nó thòng xuống rất là nhiều nha bà con. Bên trong nó rất là nhiều nụ nha. Tổng hoành bệ là 65. Đây, cái bông nó vậy đây. Rồi, thân nó có 9-10 thôi. Đây, khoảng một gang tay của em nha. Chuỗi bông nó nha. Đây, cây 8C. Rồi, cái này cũng có giá là 1.800.000 bao gồm phí ship cho bà con luôn nha. Cái này em sẽ ship chậu cho bà con hết nha, bảo đảm luôn nha. Rồi, đây, kế tiếp có về là mấy cây hải châu lá nhỏ. Những cái này thì thành phẩm hết rồi nha bà con. Đây, nó nằm trong chậu, toàn là chậu kiểu hết nha. Rồi, chiều cao này của nó là khoảng 45. Đây, cái tán ngang lá là 55 nha. Đây. Đây, cái này chỉ cần mình đợi cho nó lên trái thôi, nó hơi rất là đẹp nha bà con. Hãy châu trái nó gộ rất là đẹp nha. Cái này người ta nuôi cũng khoảng mấy năm rồi nha. Rồi, cái hoành thân vị trí này của nó là 20. Đây, hoành thân chủ nó 20 nha. Đây, cây 9C. Rồi, cái này có giá là 2.100.000, em bao gồm phí ship cho bà con luôn nha. Đây, cái này lên trái thôi là mình để bàn chân rất là đẹp nha bà con. Đây, cây 10C. Đây, muốn lọc cây hải châu luôn. Đây, cái này thì liền bệ nha. Này nó ấm tàn hết rồi. Phải vô dây sẵn hết rồi nha bà con. Chiều cao là 45. Rồi, tán lá ngang này của nó là 75. Đây. Cần mình về đợi lên qua lên trái nữa thôi. Chậu này là cũng chậu kiểu nha, chậu hộp xoài. Tổng hoành của nó là 58. Đây. Rồi, đây thằng này đi. Rồi, cái thằng này của nó là 13 nha. Thằng này 13 nha bà con. Đây, cây số 10C. Đây, rồi cái này có giá là 2.300.000. Đây, 2.300.000 bao gồm phí ship cho bà con luôn nha. Đây, rất ấm tàn nha bà con. Đây, cây 11C. Thì cái này có cái dáng bay nha. Đây, hải châu nha bà con. Này ta vô dây chỉnh sửa xong hết rồi. Đây. Chiều bay của nó là 110. Rồi, tán ngang của nó là 46 nha. Đây, cái này lá nhỏ nha bà con. Hàng bên em đa số lá nhỏ hết nha. Đây. Cái hoành bệ này của nó là 29 nha. 29, còn cái hoành thân này của nó là khoảng rồi 16 nha bà con. 16. Đây, cái này có dáng bay rất là đẹp luôn nha. Đây, chủ yếu về em xử lý đợi ra trái thôi mà chơi thôi. Cái này em không ship chậu nha, chậu xi măng em ship theo bể nha bà con. Em sao chậu nhựa thôi nha. Rồi, cái này có giá là 1.900.000. Đây, 1.900.000 em bao phí cho bà con luôn. Đây. Đây, kế tiếp của một cây hải châu thành phẩm luôn nha. Cái này cây 12C. Cái này thì phong nó cao nha bà con. Chiều cao này của nó là 85.
Đây, cái tán ngang này của nó là 40 nha. Đây, về bà con có thể cái này nó có thân mẫu tử nha. Tổng hai hoành của nó là 29 nha. Đây, còn cái hoành cốt này của nó là 18. Hoành thân này 18 nha bà con. Đây, cây số 12C. Rất là đẹp luôn nha. Rồi, rồi hải châu lá nhỏ nha. Cái này cũng có giá 1.9 triệu bao gồm phí ship cho bà con luôn. Những cái này đều thuần chậu hết rồi nha bà con. Em bứng từ chậu ra nha. Đây, cây này cũng là hải châu phôi đây. Người ta nuôi nó đã đâm chồi sống khỏe hết rồi. Cây 13C. Chiều cao của nó là 56. Đây. Tổng nguyên hoành bệ của nó là 49. 49 nha. Đây, còn một cốt chủ này của nó là khoảng rồi 17 nha bà con. Cốt này 17 nha. Đây, cây này có giá là 1 triệu bao gồm phí ship cho bà con luôn. Đây, cái này mình nuôi trong vòng 5-7 tháng thôi, mình thể vô dây mình chơi được rồi nha bà con. Đây, phôi nó sống khỏe rồi. Rồi 14C. Đây, một cây hải châu lá nhỏ luôn nha. Chiều cao là 42. Rồi, hoành bệ của nó là 37. Tổng hoành bệ 37 nha. Đây, rồi cái này có giá 900k bao gồm phí ship cho bà con luôn. Đây, hải châu lá nhỏ nha. Đây, cái này đâm chồi sống khỏe luôn. Số 15C. Chiều cao 60. Đây, cái này thì một cốt đặc nha. Hoành cốt này của nó khoảng 35 nha bà con. Đây, cốt này 35 rất là lớn nha. Đây, hải châu lá nhỏ luôn nha. Rồi, cái này cũng có giá 1 triệu bao gồm phí ship cho bà con luôn nha. Đây, cây đâm chồi sống khỏe hết rồi nha bà con. Đây, 16C. Đây. Hải châu luôn nha. Chiều cao của nó là 46. Đây, hoành bệ là 40. Hoành bệ 40 nha. Đây, cây 16C. Rồi, cái này có giá 900k bao gồm phí ship cho bà con luôn. Hải châu lá nhỏ nha bà con. Rồi, 17C là một cây sơn liễu nha. Đây, sơn liễu là cái lá nó, khi mà càng lớn cái lá nó càng chỗ xuống dài ra rất là đẹp nha bà con. Chiều cao là 99. Đây. Sơn liễu nha bà con. Cây này sống khỏe rồi, đâm đâm chồi hết rồi nha. Rồi, tổng hoành bệ là 26 nha. Hoành bệ của nó là 26. Rồi, cái này có giá 800k bao gồm phí ship cho bà con luôn. Đây, 800k bao ship luôn nha. Rồi, 18B, 18C. Cũng là một cây sơn liễu luôn nha. Đây, những ngày người ta dâm sống khỏe hết trơn rồi nha bà con. Chiều cao của nó là 56. Hoành của nó là 24 nha. Hoành bệ này 24 nha bà con. 18C, cái này có giá 700k. Đây, 18C 700k bao phí cho bà con luôn nha. Rồi, kế tiếp là 19C. Đây, dáng nó rất là phong cao nha, sơn liễu luôn nha. Dáng dân nhân rất cao nha bà con. Chiều cao là 110. Đây, hình xù xì rất là già nha. Hoành bệ của nó là 22. Đây, hoành bệ này 22 nha, 9C. Rồi, cái này có giá 800k bao gồm phí ship cho bà con luôn nha. Đây, cái này nặng cũng tầm mười mấy ký nha bà con. Đây, số 10, số 20C. Cũng là một cây sơn liễu một cốt nha. Chiều cao là 82. Hoành thân vị trí này là 14 nha. Đây, 14, 20C. Rồi, cái này cũng có giá 700k bao gồm phí cho bà con luôn. Đây. Đây, cây sơn liễu sống khỏe nha bà con. Rồi, kế tiếp là mới có mấy cây bạch mai. Đây, giới thiệu cho mấy cây bạch mai cho bà con nha. Cây số 21C. Này lùng lực luôn. Chiều cao của nó là 39. Đây, cái hoành vị trí này của nó là 40 nha. Hoành 40 nha bà con. Đây, bạch mai này là bạch mai gừng nha, bạch mai núi nha. Cây này có giá là 700k em bao gồm phí ship cho bà con luôn nha. Cây số 21C. Đây. Rồi, cây 22C. Cũng là một cây bạch mai luôn. Loại này thì rất là dễ sống nha bà con. Mình về mình thảy mặt đất, trong mát thì thôi nó cũng vẫn sống nha. Chỉ cần mình tưới nước đều cho nó thôi. Chiều cao của nó là 55. Hoành vị trí này là 41 nha. Đây, hoành 41 hoành. Đây, rồi cái này có giá là 800k bao gồm phí ship cho bà con luôn. Bạch mai rừng. Đây, 23C cũng là cái bạch mai luôn. Này dán lùng lực nha. Chiều cao 40. Đây. Hoành eo vị trí này là 54 nha. Hoành đặt nó 54. Đây, bông màu trắng nha bà con. Số 23, cái này có giá 700k bao gồm phí ship cho bà con luôn nha. Đây, cái này có dán lùng lực nha. Rồi, 24C. Đây cũng là cây bạch mai luôn, có phong cao nha.
chiều cao của nó là 80. Đây. Vành thân vị trí này của nó là 33. Đây 33 nha. Rồi cái 24C cũng có giá 800k bao gồm phí ship cho bà con luôn nha. Đây giá rất là vừa chơi nha bà con. Rồi 25C là một cây bạch mai lùng lực luôn. Cái này thì to nha. Chiều cao của nó là 58. Đây. Hoành đặc của nó là 65. Đây này là bạch mai núi nha bà con. Đây bạch mai núi nha. Đây rất là dễ sống. Đây hoành 65 nha. Cái này có giá là 900k bao gồm phí ship cho bà con luôn nha. Cái này là cây đặc nha bà con. Đây rồi kế tiếp em có hai cây thị thơm sống khỏe nha. Cây số 26C là một cây thị thơm. Cây này ta nuôi thần chậu rồi đâm đọt sống rồi nha. Cây này là cây ăn trái nha bà con. Chiều cao của nó là 50. Hoành bệ của nó là 60. Đây chỗ này 60 nha. Đây cái này là nguyên một vết lỗ nó nha bà con. Nó sổ hết trơn rồi. Nó rất là cứng rồi nha. Đây nó đâm chồi sống khỏe hết rồi. Rồi 26C. Cái này có giá 1.400.000 bao gồm phí ship cho bà con luôn nha. Đây thị thơm nha bà con. Đây thị thơm chuyện của tấm cám ngày xưa nha. Cây số 27C cũng là một cây thị thơm sống khỏe luôn. Chiều cao của nó là 55. Đây. Hoành vị trí này là 50. Cái này 50 nha bà con, một cốt đó nha. Đây thị thơm. Rồi cũng có giá 1.400.000 luôn nha. Đây. Có cái cây gì, đứa cây gì. Cái này nó cũng vừa cản với đây thôi. Đây, cái này giới thiệu của nó nha. Khoảng một khúc thôi nha bà con. Tới đây thôi. Nó lành hết rồi. Đây. 27C rồi cũng có giá 1.400.000 bao dòng phí luôn nha. Đây, thị thơm sống khỏe nha. Rồi kế tiếp. Đây em có hai cây là kim tiền. Đây kim tiền này gốc rất là lớn nha bà con. Đây, kim tiền này cây cũng cổ lắm rồi. Chiều cao của nó là 83. Hoành bệ là 59 nha. Hoành bệ vị trí này 59 nha bà con. Đây, này kim tiền này bông vàng trái màu xanh nha. Bông chùm nha bà con, bông rất đẹp nha. Rồi, cây này có giá 1.300.000 bao gồm phí ship cho bà con luôn nha. Cây kim tiền số 28C. Rồi, cái tiếp 29C cũng là một cây kim tiền luôn. Đây, đế nôm luôn nha. Cái này thì đâm chồi sống khỏe luôn rồi. Chiều cao 65. Tổng hoành bệ của nó là 105 nha. 105. Đây. Một thân này của nó là 21 nha bà con. Trên này 21 nha. Rồi 29C. Đây có giá là 1.200.000. Đây 1.200.000 bao sống bao ship cho bà con luôn. Đây 29C nha. Rồi 30C. Đây là một cây bằng lăng hoa tím lá nhỏ nha. Đây cây này thì rất là nặng nha bà con. Chiều cao của nó là 72. Đây cái chiều ngang mặt thân này của nó là khoảng 65 nha. Đây nó hoành bệ. Tổng hoành bệ của nó là 105. Đây hoành bệ 105 nha bà con. Đây bằng lăng lá nhỏ nha. Bông rất là đẹp nha bà con. Cây này nặng cũng 60-70kg. Đây cây 30C. Rồi cây này có giá là 2.600.000 em bao gồm phí ship cho bà con luôn nha. Đây bằng lăng hoa tím lá nhỏ nha. Đây cái tiếp cũng là cây bằng lăng lá nhỏ luôn. Đây cây này rất là quái, rất là lực nha. Chiều cao của nó là 95. Đây. Cái thằng ngang của nó là khoảng 65 nha bà con. Tổng hoành bệ là 140. Đây hoành bệ là 140 nha. Đây cái này em bao sống cho bà con bảo đảm hết nha. Mọi chi tiết thì bà con cứ gọi trực tiếp vào số điện thoại 0772877278. Đây để được tư vấn hay thêm nha bà con. Rồi cái này có giá 2.700.000 nha. 2.700.000 bao ship cho bà con luôn. Rồi xuống cây đi. Đây. Rồi. Cây 32 là một cây quyết đằng nha. Đây cũng gọi là quyết long. Loại này thì rất là dễ sống, người ta cắm người ta dâm cũng vẫn sống nha bà con. Đây, chiều cao này của nó là 78. Đây, cái hoành của nó là 38 nha. Hoành này 38 nha bà con. Đây mình để nguyên bầu mình về để trong mát tưới nước thôi, giữ ẩm cho em thôi cũng vẫn sống nha. Rồi cây số 32C.
Cái này có giá là 1,2 triệu bao gồm phí ship cho bà con luôn nha. Đây là cũng là một cây quyết đằng luôn nha. Đây cái này thì nó bò theo cái thân núi nha bà con. Đây người ta bứng về, người ta khai thác về, người ta làm mà hai bầu nha. Đây nhưng mà sức sống thì em bảo đảm cho bà con luôn nha, bao sống khỏe tốt hết nha. Đây quyết đằng. Đây nhánh nó sẽ mọc theo trên đây nha bà con. Nó mọc theo trên đây nha. Cái này tại vì nó bò theo vách núi nha bà con. Rồi chiều cao xuống tới mặt bầu của nó luôn là 80. Đây tán ngang hai bầu của nó là 95 nha. Đây. Rồi đúng rồi. Bên đây thỉnh chính nha. Cái hoành của nó là 50 nha bà con. Đây gốc chính nằm đây nha. Bên đây là gốc phụ thôi, nó bò theo con suối nha. Đây cái hoành bên đây của nó là 50. Bên đây là 50 nha. Đây thử quyết đằng. Cái này dùng có thể dùng làm thuốc nha. Rồi cây số 33C. Đây. Rồi cây này có giá là 2,9 triệu. Đây 2,9 triệu em bao gồm phí ship cho bà con luôn nha. Cây này rất là nặng nha bà con. Rồi cây này cũng là cây cuối clip. Em cũng xin kính chào bà con trong thời gian qua ủng hộ nha. Và hẹn đến clip sau ạ.